Xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, mấy bữa nay thời tiết nóng nực, em mới chỉ hơi mệt chút xíu thôi là mẹ em đã bắt em ăn cháo rồi đó. Như vậy là mẹ Ngọc Hương thương Ngọc Hương chứ sao? Mà thực ra ăn cháo là rất tốt cho những cơ thể đang mệt mỏi đó Ngọc Hương à. Thì biết là như vậy, nhưng mà ngày nào cũng ăn cháo thì ngán lắm. Hay là anh Huy hãy tư vấn cho quý vị khán giả cũng giống như Ngọc Hương là những món ăn để thay đổi khẩu vị đi. Món ăn ngon để thay đổi khẩu vị thì rất là nhiều, nhưng mà xem ra hôm nay anh phải giúp mẹ Ngọc Hương một tay mới được. Giúp mẹ em nghĩa là cho ăn cháo nữa hả? Cho ăn cháo tiếp, nhưng mà em yên tâm đi, món cháo hôm nay đặc biệt là cực kỳ ngon, hấp dẫn và chế biến trong chốc lát mà thôi. Nhưng mà liệu có phù hợp với chủ đề là món hè vui khỏe hay không? Hoàn toàn phù hợp Ngọc Hương à. Kính mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chế biến món cháo lương khoai môn đậu xanh trong ngày hôm nay nhé. Để thực hiện món cháo này, quý vị cần có nửa ký lương, khoai môn, đậu xanh ngâm, gạo tấm, nếp, hành ngò, hành tím băm, hành tím phi, dầu hành phi, nước mắm, tiêu, muối. Và để cho món ăn thêm đậm đà, chúng ta cần có hạt nêm, nước hầm xương, aji ngon. Anh Huy ơi, nghe tên món ăn và nhìn nguyên liệu á, thì chắc hẳn quý vị khán giả cũng đồng ý với Ngọc Hương là món cháo này đúng là mát lòng mát dạ đó anh Huy. Chính xác rồi. Nhưng mà anh Huy nè, em không biết là mình chọn lương như thế nào để có được lương ngon hả anh? Rất dễ Ngọc Hương à. Chúng ta sẽ đi chợ chọn lương còn sống khỏe nè, ngắn đòn và ở dưới bụng á, thì màu vàng, ở trên lưng màu nâu là chắc chắn là lương ngon. À, như vậy cũng dễ ha. Và khi mà mua lương về, chúng ta sẽ sơ chế. Đây là công đoạn cũng rất là quan trọng. Ngọc Hương phải rửa thật sạch qua giấm để cho hết nhớt ở trên lưng. Và ở trong cũng làm sạch chỉ máu của xương luôn. Chúng ta cắt ra khoảng 10cm. Khoai môn gọt vỏ và cắt khối vuông khoảng 1cm là được rồi. Dạ, mà anh Huy ơi, em thấy á, trong món ăn này á, anh sử dụng khoai môn cao. Nhưng mà nếu mà em thích sử dụng khoai môn sọ thì được không anh? Món này thì chúng ta sử dụng khoai môn cao. Khoai môn thì Ngọc Hương mua về, nhớ khi mua là lựa khoai môn cuốn còn tươi nè, tròn đều. Và khi mà cắt ra thì chúng ta thấy là bên trong có màu trắng đục và có vân tím. Như vậy là khoai môn rất là ngon. Dạ, em sẽ lưu ý điều này. Tiếp theo là hành ngò, chúng ta sẽ cắt nhuyễn. Tiếp theo là quý vị nhớ chúng ta cắt hai bên sống lưng của lương ra như thế này, để chúng ta luộc lương lên thì sẽ dễ rẽ thịt. Mình làm như vậy á anh Huy, để khi mà mình luộc lương lên á thì cái xương mình cũng dễ lấy ra hơn phải không anh? Chính xác rồi đó Ngọc Hương à. Gạo tấm và nếp chúng ta sẽ vo sạch và cho vào đó khoảng nửa lít nước để nấu cháo quý vị nhé. Ngọc Hương mở lửa lên cho anh. Dạ. Chúng ta sẽ cho vào nồi cháo này khoảng 2 muỗng canh hạt nêm aji ngon để cho cháo thêm đậm đà. Đậu xanh anh đã ngâm trước rồi. Dạ. Chúng ta ngâm đậu xanh qua nước ấm và sau đó bỏ bớt vỏ. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 1 lít nước để luộc lương. Để cho lương luộc được thấm gia vị thì chúng ta sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối nè, 1 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon. Nước sôi thì anh cho lương vô luộc nha. Mình luộc cho lương chín luôn hả anh? Đúng rồi đó Ngọc Hương à. Bây giờ là cháo sôi ra cũng gần nhừ rồi, Ngọc Hương cho khoai môn vô luôn nha. Dạ. Lương chín rồi đó, anh em mình cũng chuẩn bị lấy lương ra làm tiếp luôn. Dạ. Đây. Rồi bây giờ lương chúng ta sẽ rẽ lấy thịt và phần xương lương thì cho vô nồi nước luộc lương để luộc tiếp để cho ra nước ngọt. Bây giờ nước luộc lương cũng đã ra nước ngọt rồi, chúng ta sẽ cho toàn bộ nước lượng này vào nồi cháo luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ dùng dầu hành phi để phi thơm hành tím này và cho lương vào để trộn lương lên cho thơm, cho thấm gia vị. Dạ. Anh sẽ cho hành tím vô nè. Mình phi cái hành tím này lên thật là thơm rồi. Khi mà thơm rồi thì chúng ta không cho cái lương vô mà xào, mà chúng ta tắt lửa để chúng ta chỉ trộn thôi nha. Dạ. Rồi em tắt lửa cho anh. Đây anh sẽ cho lương vô và nêm vào đây một ít tiêu nè, nửa muỗng cà phê hạt nêm aji ngon nè, một muỗng cà phê nước mắm cho thơm. Bây giờ em ngửi được mùi thơm rồi đúng không? Dạ. Rất là thơm, anh sẽ cho toàn bộ cái thịt lương này vô đây luôn. Cháo đã sắp hoàn tất rồi, còn công đoạn cuối thôi. Hấp dẫn quá, anh Huy phải nhanh tay thôi. Chúng ta cho một muỗng canh nước mắm, hai muỗng canh dầu hành tím đã phi thơm, chút xíu hành tím phi nữa nè. Đó, hấp dẫn chưa? Một ít tiêu nữa nè, để tăng thêm mùi vị cho hấp dẫn. Cháo lương nghi ngút bốc khói. Nghi ngút bốc khói.
mà lại thơm ơi là thơm. Rồi em sẽ trang trí thêm một ít ngò nè. Đây, một chút xíu tiêu. Ở trên là chúng ta sẽ cho ngò rí lên cho hấp dẫn ha. Ngọc Hương nè, chỉ trong tích tắc thôi thì anh đã thực hiện được một món ăn rất là tốt cho sức khỏe của Ngọc Hương để trị cảm cúm. Và món này hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của chúng ta là món hè vui khỏe. Em có đồng ý không? Em đồng ý. Wow, hấp dẫn quá, có môn nè, có lương nè. Đây là phần của em nè, anh sẽ cho thêm một ít hành ngò, chút xíu tiêu nha. Dạ. Rồi, anh mời em. Cảm ơn anh Huy. Wow, thơm ơi là thơm luôn, lại nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Lương á thì ngọt nè, lại thơm. Còn cháo á thì đậu xanh nè, nếp với gạo đã nhừ ra làm cho món cháo á, ăn á thì quen thuộc nhưng mà cũng hơi lạ một chút xíu. Bởi vì em cảm nhận được vị cũng hơi veo béo từ nếp nè cũng như là đậu xanh. Và đặc biệt á, rất là thơm ngon đó anh Huy. Món hè vui khỏe. Cảm ơn anh Huy đã hướng dẫn cho quý vị khán giả và Ngọc Hương một món ăn nhanh trong tích tắc và đúng với chủ đề là món hè vui khỏe luôn. Chúc quý vị và các bạn sẽ thành công và ngon miệng với món ăn này. Đừng quên gửi thư về cho chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc là gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và đầu bếp Thanh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.